Minasan konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một mẫu ngữ pháp mới trong ngữ pháp của N4 các bạn nhé. Và đó là mẫu ngữ pháp gì thì xin mời các bạn theo dõi tiếp. Trên hình vẽ thì các bạn thấy là quyển sách tiếng Nhật các bạn ha. Hay Nihongo no Hon. Và trên quyển sách thì có viết tên, viết lớp, có viết tên, viết lớp. Thế thì khi mà mình muốn nói là có viết tên ở trên quyển sách, có viết tên ở trên quyển sách thì chúng ta sẽ sử dụng câu như thế nào các bạn nhỉ? Hay Hon ni namae ga kaite arimasu. Hon ni namae ga kaite arimasu. Câu này thì khi dịch ra chúng ta sẽ được là có viết tên ở trên quyển sách. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học một mẫu ngữ pháp liên quan đến tha động từ và te arimasu. Hay như các bạn thấy trên màn hình đó là cấu trúc của mẫu ngữ pháp mà ngày hôm nay chúng ta sẽ học. Danh từ ga, tha động từ và te arimasu. Hay có ý nghĩa là có v các bạn ha. Và cách dùng thì mô tả trạng thái của vật tại thời điểm nói. Và trạng thái này thì là kết quả của một hành động có chú ý. Như vậy thì các bạn lưu ý giùm mình, trong mẫu ngữ pháp te arimasu thì động từ được sử dụng đó là tha động từ, danh từ đi với trợ từ ga nữa các bạn nhé. Và để hiểu rõ hơn mẫu ngữ pháp ngày hôm nay, chúng ta cùng đi đến một vài ví dụ. Đầu tiên thì các bạn thấy là trên màn hình là có những cái sản phẩm các bạn ha. Và trên sản phẩm là có gì các bạn? Có những cái tem. Và tem này thì đã được ai đó dán lên trên sản phẩm. Và khi này thì khi mình nhìn vào đây thì mình sẽ nói là gì được các bạn ha? Có dán tem, có dán tem ở trên sản phẩm. Như vậy thì mình sẽ sử dụng cấu trúc te arimasu hay shiru các bạn ha. Tem là shiru, shiru ga hatte arimasu. Shiru ga hatte arimasu. Động từ dán là harimasu. Harimasu chỉ về thể te đi với te arimasu. Shiru ga hatte arimasu và harimasu ở đây đang là tha động từ các bạn. Tiếp tục chúng ta thấy là có ai đó đã trang trí, đã đặt con búp bê ở trên cái tủ. Và khi mà chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta thấy là hiện trạng, trạng thái của con búp bê là đang được trang trí ở trên cái tủ. Như vậy chúng ta cũng sử dụng mẫu ngữ pháp là tha động từ te arimasu. Như vậy là trên cái tủ là gì các bạn nhỉ? Hay tana no ue ni. Tana no ue ni ningyo ga kazatte arimasu. Hay tana no ue ni ningyo ga kazatte arimasu. Thì câu này khi dịch ra tiếng Việt chúng ta sẽ được là có trang trí con búp bê ở phía trên cái tủ. Động từ trong câu này là kazarimasu, trang trí các bạn ha, là tha động từ, tha động từ. Tiếp tục chúng ta nhìn thấy đó là có một cái thời gian biểu, thời khóa biểu các bạn ha, yotehyo, và được treo. Lúc này thì chúng ta thấy là nó đang được treo ở trên tường. Cái này chúng ta sẽ có câu hay kabe ni yotehyo ga kakete arimasu. Hay kabe ni yotehyo ga kakete arimasu, có treo một cái thời gian biểu ở trên tường. Bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Và nếu như có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi, đội ngũ giáo viên của trường Nhật ngữ Hoa Sen sẽ xem và gửi lại phản hồi cho các bạn. Và các bạn đừng quên đích vào link bài tập ở phía dưới để làm bài tập các bạn nhé. Chúng tôi sẽ giúp các bạn tích thêm một điểm vào tài khoản nếu như các bạn làm đủ 100 điểm. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học kế tiếp. Mata kondo onegai shimasu.